Mẹ chiều thằng Dũng vừa thôi. Đừng chiều nó nữa. Mẹ nghiêm khắc với nó hơn đi. Để nó đi gây sự khắp mọi nơi rồi ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Mẹ nhắc cho con nhớ, đây mới là gia đình của con. Nó là em con đấy. Mày yêu đương và mày lú mề hả con? Hả? Mày có phải mày có muốn tao đánh cho mày một trận không? Hôm nay mẹ phải đánh nó, phải đánh cho nó thật đau cho nó tỉnh ra. Rồi ơi là rồi, vì cái thằng dở hơi đấy điên cuồng mà mày định bỏ cả mẹ cả chị mày lại đây hả? Mày định hủy hoại cả cái thân thể mày à? Hôm nay tao phải đánh cho mày nhá. Tao phải mẹ cho mày một trận. Đừng. Mày cứ để yên, mẹ phải cho nó tỉnh ra. Mày không phải can mẹ. Con này mẹ phải đánh mày nhá. Đây. Mẹ cái gì đấy? Thức vẽ của con. Mẹ lấy cái này đánh cho khỏi đau tay. Phụ nữ ấy, có tí rượu vào nó mới mạnh mẽ. Vâng. Bỏ rơi con.